Hello, xin chào tất cả mọi người. Có một cái lo lắng mà nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ khi mà họ đóng tiền trong cái mùa mà cách ly như thế này. Tức là hết tiền đóng phí bảo hiểm thì phải giải quyết như thế nào? Đây là một cái thực trạng xảy ra rất nhiều nơi tại tất cả các công ty bảo hiểm trong khoảng thời gian qua. Tại vì chúng ta đã có khoảng gần 2 năm là trong cái thời gian gọi là cách ly xã hội. Thì chúng ta không làm ra tiền để đóng tiền bảo hiểm. Và chúng ta lo lắng rằng hợp đồng bảo hiểm của mình không biết có được duy trì hay không. Đó là những cái câu hỏi mà nhiều người sẽ hỏi và mình xin giải đáp cho các bạn trong clip này như sau nhé. Cái điều đầu tiên là khi chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta phải biết rằng cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chúng ta là một tài sản rất là linh hoạt cho chúng ta để mà chúng ta có hướng xử lý cho nó khi mà có những cái rủi ro hoặc là có những cái điều gì đó cần phải thay đổi. Thì trong giới hạn cái video này thì tôi sẽ nói bốn cách để chúng ta có thể xử lý nếu chúng ta không đủ tiền đóng bảo hiểm nhân thọ trong khoảng thời gian mà nó đến hạn đóng phí ha. Thì cái đầu tiên là chúng ta có 60 ngày gia hạn đóng phí. Thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sẽ mở ra một cái tính năng là cho khách hàng đóng phí trễ 60 ngày. Ví dụ như hôm nay là tới ngày đóng hạn, đến hạn phải đóng phí rồi, nhưng mà khách hàng không có tiền để đóng thì công ty bảo hiểm sẽ cho chúng ta gia hạn 60 ngày để chúng ta thu xếp tiền bạc mà chúng ta đóng. Như vậy trong 60 ngày đó thì chúng ta chuẩn bị tiền để chúng ta đóng tiền bảo hiểm. Nếu như chúng ta đang có hình thức đóng phí theo năm mà trong 60 ngày chúng ta vẫn không có đủ tiền cho năm đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đề nghị công ty bảo hiểm cho chúng ta chuyển sang cái hình thức đóng phí quý. Thì như vậy phí sẽ giảm nhẹ hơn, chúng ta sẽ đỡ tiền hơn. Như vậy đó là một cách để chúng ta xử lý trong vòng 60 ngày gia hạn để chúng ta có thể đóng tiền cho hợp đồng bảo hiểm của mình, đảm bảo nó duy trì cái hiệu lực của nó để bảo vệ cho chúng ta trong khoảng thời gian này. Trong trường hợp nếu chúng ta không thể nào xử lý nữa thì chúng ta có thể là giảm số tiền bảo hiểm xuống. Tức là bây giờ giả sử chúng ta tham gia mệnh giá bảo vệ là 2 tỷ đồng. Thì với 2 tỷ đồng thì mức phí rủi ro của bảo hiểm nó khá là cao. Cho nên cái việc mà hợp đồng mất hiệu lực rất là dễ dàng nếu chúng ta không đóng tiền. Và như vậy thì để đảm bảo rằng hợp đồng chúng ta vẫn duy trì trong một thời gian chúng ta khó khăn đó, thì chúng ta liên hệ với công ty bảo hiểm. Chúng ta yêu cầu là giảm số tiền bảo hiểm xuống, ví dụ giảm xuống còn 1 tỷ thôi, giảm một nửa luôn, để làm chi? Để cho cái phí bảo hiểm rủi ro nó trừ ít hơn mỗi tháng. Như vậy cái số phí tiền chúng ta đóng vào cho hợp đồng đó nó cũng ít hơn, chứ không nhất thiết phải đóng với số tiền cũ. Như vậy sẽ đảm bảo rằng chúng ta có khả năng duy trì hợp đồng và mệnh giá bảo vệ vẫn được 1 tỷ cho chúng ta, để chúng ta yên tâm trong khoảng thời gian này. Đó là cách thứ hai nha. Thì cụ thể như thế nào các bạn nên tới văn phòng của công ty bảo hiểm đó để chúng ta yêu cầu thực hiện, để mà họ hỗ trợ cho chúng ta. Rồi cái cách thứ ba là chúng ta có thể hủy bớt các sản phẩm bổ sung. Tại vì thông thường là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó sẽ có sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung. Sản phẩm chính thì chúng ta không thể hủy được, vì hủy thì mất hiệu lực và như vậy rất là tiếc. Hủy thì chúng ta sẽ không được bảo vệ nữa. Nhưng mà một số sản phẩm bổ sung á, thì chúng ta có thể hủy và sau đó chúng ta tham gia lại cũng được. Rồi, ví dụ như trong khoảng thời gian mà chúng ta giãn cách ở nhà thường xuyên thì chúng ta ít đi lại, ít giao thông, ít lao động, cho nên cái việc rủi ro về thương tật, về do tai nạn nó không có nhiều. Cho nên là các sản phẩm đó không phải là gấp để chúng ta có thể cần trong thời gian này. Chúng ta có thể hủy các sản phẩm liên quan tới tai nạn, chúng ta giữ lại các sản phẩm liên quan tới bệnh tật và sản phẩm chính, để chi? Để nó bảo vệ chúng ta trước cái rủi ro về bệnh tật. Và sản phẩm chính phải duy trì để mà có hiệu lực của hợp đồng. Đó là cách thứ ba chúng ta có thể thực hiện để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta có tiền để đóng tiền cho các hợp đồng bảo hiểm của chúng ta. Và cách thứ tư đó là chúng ta tự động đóng phí bảo hiểm. Để tự động đóng phí bảo hiểm có nghĩa là sau khoảng thời gian ít nhất là sau 3 năm đi, chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ thì nó sẽ có một khoản tiền gọi là khoản tiền hoàn lại hay là giá trị tài khoản trong hợp đồng á. Thì cái thời điểm đó nếu chúng ta không có tiền để đóng tiền bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ trích cái tiền trong giá trị tài khoản hoặc là trong giá trị hoàn lại ra đóng thế cho chúng ta. Như vậy chúng ta vẫn đảm bảo duy trì được cái hợp đồng bảo hiểm của mình. Tôi nghĩ rằng nếu như khoảng những hợp đồng ví dụ như 3 năm mà chúng ta không có tiền để đóng nữa thì khoản giá trị hoàn lại cũng đủ lớn để có thể duy trì được khoảng nửa năm nữa. Hoặc là nếu như chúng ta đã tham gia được 5 năm, 10 năm rồi thì số tiền trong giá trị tài khoản khá là lớn. Chúng ta có hai cách để thực hiện nó. Thứ nhất, chúng ta để nguyên như vậy thì hợp đồng vẫn tự động trừ cái phí bảo hiểm rủi ro mỗi tháng ra. Chúng ta không cần đóng phí, nó có thể duy trì được vài năm. Cách thứ hai là chúng ta tới công ty bảo hiểm, chúng ta đề nghị rút giá trị tài khoản một phần, có thể là 80% giá trị tài khoản rút ra. Rồi chúng ta rút ra, chúng ta dùng số tiền đó chúng ta đóng ngược lại cho cái hợp đồng bảo hiểm của mình để nó đảm bảo nó không trừ đi một khoản phí, để đảm bảo rằng chúng ta có tiền để xài. Và thứ hai là gì,
ok, chúng ta chủ động, chúng biết cách chủ động cho cái hợp đồng của mình. Đó là cái điều mà chúng ta có thể xử lý nếu hợp đồng của chúng ta có giá trị tài khoản ha. Đó là bốn cách mà chúng ta có thể thực hiện để mà xử lý trường hợp nếu chúng ta không có tiền để đóng phí bảo hiểm nhân thọ. Chúc cho các bạn sẽ vượt qua được khó khăn về tài chính cũng như là những khó khăn trong công việc để mà chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống một cách vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Và chúc cho các anh chị sẽ sở hữu được những hợp đồng bảo hiểm cần thiết cho mình trong khoảng thời gian cách ly xã hội như thế này. Cảm ơn chị và chúc cho chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video tiếp theo.